Bát Tuế Hồng. Tôi nói thật với em, tôi đã không còn tình cảm gì với người vợ ở Thiên Tân rồi. Nếu không, tôi cũng không bỏ cô ta một mình ở Thiên Tân. Nếu như em đi theo tôi, đợi vài năm nữa bố mẹ tôi già đi, tôi sẽ bỏ cô ta, chính thức lấy em làm vợ. Tôi không được như Mưu Tử Long, không đẹp trai như cậu ta. Anh trai cậu ta lại là quân đoàn trưởng. Nhưng chuyện trên đời này ai có thể nói trước được chứ? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đến bây giờ chuyện trên đời này càng không dám nói trước. Chưa đến 30 năm, có lẽ ngày mai thôi đã là thay đổi rồi. Lời này của tham mưu trưởng Mã là có ý gì? Những thứ em cần biết thì tự nhiên sẽ biết thôi. Nói đi, đi theo tôi hay là Tử Long? Nói như vậy vẫn là đi theo Tử Long sao? Sao có thể chứ? Không phải anh vừa nói sao, 50 đồng này cũng là tiền mà. Một chút cũng không bỏ. Được đó, tôi thích. Được được, nào, 50 đồng này, 500 đồng này đều là của tôi. Đợi đến khi em gả cho tôi, em sẽ là người phụ nữ của tôi. Tôi cũng là của em. Cầm số tiền này, ngoan ngoãn đi mua một ngôi nhà. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tham mưu trưởng Mã, cứ đi như thế sao? Gọi tôi là gì? Thiên Câu. Thế còn được. Đi đây. Đi vệ sinh không? Không đi. Chị về rồi sao? Gặp cô ấy chưa? Chị đưa đồ cho cô ấy chưa? Gặp rồi, đẹp lắm. Đẹp mà. Rất đẹp là đằng khác. Cô ấy có phải rất lo cho em không? Có phải đã gầy đi rồi không? Lâu như vậy rồi không gặp, chắc cô ấy rất nhớ em. Chị không nói với cô ấy em bị bệnh đó chứ? Tại em không nói rõ với chị. Chị không nói em bị bệnh đó chứ? Cô ấy biết em bị bệnh sẽ lo lắng lắm. Không có, cô ấy rất bận, không nói gì cả. Không nói gì, thật sự không nói gì sao? Vậy tốt quá, em chỉ sợ em nói không rõ, chị lại không biết cách nói. Chị sẽ nói em bị bệnh, vậy thì phải làm sao?
Không nói thì tốt rồi. Không nói là tốt rồi. Đồ ngốc. Đúng là đồ ngốc. Cảm ơn anh đã có tình. Nhưng mà trên đời này, tình cảm là thứ không đáng tin nhất. Xin lỗi anh.